Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online, và hôm nay thì mình sẽ là làm về một cái mẫu máy có mức giá hơn 600.000 đồng, chính là Sharp Aquat SHV36. Con này thì có cái thiết kế màn hình tràn viền siêu đẹp nha. Thực ra là mình đặt hàng con này từ khá lâu rồi, 25 tháng 8, tính đến nay là đến đầu tháng 10 mình mới nhận được, bởi vì là cái đợt đó là dịch á, bị giãn cách và phong tỏa. Ok, chúng ta hãy cùng thử xem là với một con máy nội địa đến từ Sharp có mức giá là 600.000 đồng thì nó như thế nào. Mình rất kỳ vọng con này thì nó sẽ có thiết kế đẹp, bởi vì cái dòng này thì tức là dòng Aquat của Sharp thì nổi tiếng là có những cái thiết kế đi trước thời đại và nó rất là đẹp luôn. Đơn vị vận chuyển là GNT. Shop này thì mình mua con này cũng, nếu như nhớ không lầm, cũng phải là thứ tư thứ năm gì đó rồi. Chủ yếu là mình mua những con Sharp và Kyocera ở trên cái shop này. Hộp đóng gói vẫn may mắn là vẫn khá là mới. Nói chung là đặt hàng 25 tháng 8 nhưng mà gần đây thì shop mới đóng hàng nha, chứ không phải là họ đóng hàng từ cái hôm đó. Rồi bên trong thì không có bộ sạc luôn, chỉ có là một cái chống sốc thôi, như này thôi. Ok. Đây, con này thiết kế nó khá là độc và trông nó rất là ngầu nhỉ. Thôi như kiểu là một cái mẫu máy ảnh compact. Chúng ta có cái phần ống kính phía trên nó lồi lên như thế này này. Kiểu nó giống như vậy thôi. Rồi, đầu tiên nhìn về ngoại hình thì mình thấy mặt lưng thì nó không còn bẹt, nó có những cái vết xước sát. Và đây là phiên bản màu bạc nha. Tuy nhiên thì mình đánh giá là những cái vết xước sát này thì có thể chấp nhận được so với cái mức giá. Bởi vì là những cái dòng này thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi như mới. Ngầu chưa? Tạch tạch. Đó, mình đoán không nhầm mà. Thiết kế nó lấy cảm hứng từ những cái mẫu máy ảnh compact á. Cùng camera này, có đèn LED ở phía trên ha. Rất là ngầu luôn. Nhưng mình rất thích cái kiểu thiết kế như thế này. Không biết được nhiều nó có hư hay không. Rồi, ở đây chúng ta có, đây này, cái phím chụp hình ở đây là này. Có phím bấm tăng giảm âm lượng và chữ là chữ Nhật. Bởi vì đây là dòng sản phẩm nội địa nha. Và bên cạnh trái chúng ta có một cái G để mà đeo những cái móc đeo. Đây là cái thiết kế cách đây trên những cái chiếc điện thoại tầm phải là 7-8 năm về trước, 10 năm về trước rồi. Có hai cây châu này có thể là để mà sạc pin không dây này. Ôi, cổng micro USB, mình tưởng là cổng Type-C chứ. Cạnh dưới sẽ có thêm micro và chúng ta có cái khay. Khay này thì đựng chứa SIM và khe cắm thẻ nhớ ngoài. Tất nhiên mình cũng phải lắp vào để mà test. Không có bộ sạc ha. Nên là mức giá như này, phía trên thì có jack 3.5 và có cái phím nguồn. Và chữ này là không biết là chữ Nhật hay là chữ Trung Quốc nữa. Nên mình sẽ là bật nguồn nó lên nha. Hy vọng vẫn còn pin. Hình như là hết pin, hết kiệt luôn rồi hay sao ấy. Con này có tháo được nắp lưng không ta? Thiết kế nguyên khối, không tháo được nắp lưng, mình thấy nó khá là nhẹ luôn. Rồi nói chung là mình phải lại cắm sạc pin cho nó. Nhưng mà chúng ta nhìn phía trước màn hình đi, có 3 CO này. Đây là cái dòng sản phẩm. Phím nguồn, phím home, đây là phím mail và phía trước có camera. Cái màn hình phía trước thì mình đánh giá là nó còn ổn, không có xước sát gì quá lớn ha. Nhưng mà cái phần khung này thì viền nó cũng bong tróc một tí. Tổng quan con này hình thức còn tầm khoảng là 88-90%, cỡ là như vậy. Bây giờ mình sẽ là phải là sạc pin lên, rồi là mình test SIM, rồi thẻ nhớ, rồi là tất cả những cái chức năng. Thì mình test trong vòng một đêm đi, rồi ngày mai mình sẽ là chia sẻ tiếp với anh em. Chào mừng các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau một đêm mình test thì bây giờ mình sẽ là làm một ván liên quân mobile trên con Sharp SHV36 này. Và có một cái điều hay ho đó chính là mình sẽ kích con này lên mức 60fps bằng app AEM9 các bạn nha. Trên lý thuyết thì con này Snap 617 mà gánh 60fps thì chả khác nào người nặng 40kg mà phải vác bao gạo 60kg. Đó, và đặc biệt là mình sẽ kéo lên những cái mức setting cao nhất luôn ha, để hardcore cái con chip 617 này xem nó làm ăn như thế nào. Và chúng ta hãy giao lưu một ván liên quân và sau đó là mình sẽ là nói kỹ hơn về cái con SHV36 này. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu vào cái màn game thì mình thấy ok, tương đối ổn rồi. Con này thì có màn hình hiển thị khá là ổn ha. Với SHV36 thì chúng ta có 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong và chipset là Snap 617. 617 ngược lại quá khứ một tí thì vào những cái năm như kiểu là 2015, 2016 thì đây là bộ chipset khá là phổ biến, trang bị trên những cái dòng máy Oppo và HTC. Ôi, giờ mới để ý là nó lên được tầm 56-57fps này, cũng mượt phết chứ không đùa đâu. Dù là không thể nào đùa được. Nhưng mà có vẻ như nó hơi khửng một tí ha, chúng ta thử đánh thêm xem sao. Này. Do ping, con này thì có vẻ như là cái wifi thì nó duy trì
ở mức tương đối thôi, nó không được ổn định cho lắm ha. Này 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 này, nó cũng một phần có thể là do mình ở trong phòng quay này đóng kín cửa để mà cách âm, nên có thể là modem wifi đặt ở bên ngoài hơi hơi khó bắt sóng một tí. Này này thì ring này, ring này, ring là gì đây, úi giờ drop xuống bao nhiêu, drop xuống 44. Chúng con này mà thiết lập chúng ta cứ thử đánh thêm khoảng là 10 phút xem sao. Nếu nó giữ nguyên thế này, con này mình tin là tầm 30 fps và giảm cái setting xuống một tí là nó chơi ổn nha, chứ không phải là không 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 chơi được. Butterfly thôi, mình xin, cho mình xin hai đấu một không chột cũng què, tất nhiên là té đi rồi. Có ulti rồi, ulti hay là nó drop xuống bao nhiêu đây, các bạn thử xem ha, đang 44 là nói về thôi chứ là 617, con chip cũng khá là cũ rồi. Với con 617 thì chúng ta có 4 nhân kiến trúc 32 bit nhưng mà có support 64. Tối qua thì mình có test con này thì mình có xem YouTube và test một số những cái game nhẹ. Này tí nữa là ăn con ra rồi. Chứ là con sao này thì có một số những cái thứ hay ho, bởi vì là dòng máy nội địa Nhật mà, thì nó có một số những cái tính năng nó kiểu như nó gì gì á, khác người. Này thì ra này, cũng phải ăn được một mảng ra chứ, sao không ăn được thì bèo quá. Ồ, lên 57 đây kìa. Chung là như mình đã nói thì 617 mà ép chơi liên quân 60 thì chả khác nào nhờ một người 40 kg mà vác bao gạo 65 kg, theo kiểu vậy. Con này chơi liên quân 30 thôi, hoặc là game nhẹ thôi. Này bạn ơi, tôi với bạn. Bạn thấy combat 4 tướng drop xuống bao nhiêu, drop xuống 28 thua luôn như vậy thì khỏi khỏi phải kích lên làm cái gì, nó cũng xuống mức gọi là 30 fps. Khi mà chúng ta combat quyết liệt á, nói chung con này thì cũng không nên kích ha, cho là mình chỉ kích để mà test cái hiệu năng nó hardcore một tí thôi. Thì nó kích lên 60 mà khi combat nó 28 thì thôi, khỏi cần phải kích. Nói chung là mình sẽ đánh một ván liên quân nha, khoảng tầm 15 phút để các bạn có thể là thấy được là con này thời điểm hiện tại là nó chơi liên quân như thế nào. Thực ra là trong tầm này, úi chết chết, chết chết rồi. Ồ, drop xuống tầm 30. Tức là trong tầm này chúng ta không thể đòi hỏi được một chiếc máy 600 ngàn đồng mà có thể là liên quân mobile được. Nhưng mà ok, nếu như nó vẫn đáp ứng được thì cũng là một cái điểm cổng rồi. Và con này thì cái mức pin của nó thì cũng khá là ổn ha, mình test từ qua đến giờ mà vẫn còn tầm 60% pin. Chúng ta bắt đầu sẽ ra hiện tượng nóng nhưng mà điều này hoàn toàn bình thường thôi. Trước đây mình nhớ là con... Úi trời, chết, chết, chết. Con 615 thì nó cũng khá là nóng, nhưng mà 617 thì nó khắc phục được nóng đỡ hơn trên con 615. 615 trước đây thì mình từng có dùng con Oppo R5 á, cái con mà mỏng nhất thế giới, một trong những con mỏng nhất thế giới. Là con này mà cỡ tầm 5-7 năm về trước là cũng thuộc hàng siêu phẩm, chứ không phải là đùa đâu. Qua bây giờ là 600 ngàn là thất thế, gọi là hết thời thôi, nhưng mà các bạn dùng làm máy phủ thì vẫn được. Mình có test là lắp sim vào nghe gọi các kiểu thì ok ha. Mình xin mà. Úi chết rồi. Úi, dữ gắt vậy. À chà, vẫn ăn đập bực tiêu luôn, công nhận hơi thật. Chúng ta đã đánh được tầm khoảng là 8-9 phút thì nó rồi. Thôi nhanh nhanh kết thúc trận để mà review tiếp nào. Mình xin. Ái chà chà, ái chà chà, AD à. AD à.
Ồ, bắt đầu nó tụt khung hình xuống 15 fps, trời ơi. Khủng khiếp thật. Chắc là trước đây thì mình cũng từng trải nghiệm một cái con Sony mà nó tụt xuống 15 fps rồi. Cảm giác thật sự là phê các bạn ạ. Không nói nên lời, lần đầu tiên thấy cái FPS mà nó thấp vậy. Ồ, ngay lập tức quay về. Thế rồi, công ty nhầm rồi. Chạy ngay đi trước khi mọi được dẫn tồi tệ hơn. 15 khung FPS nó chậm á, nên là anh em đâu, lên combat anh em ơi. Trời ơi, anh em đâu rồi? Khung 15 fps, các bạn nhìn thấy chưa? Kinh chưa? 12. Các bạn đã đánh một trận liên quân nào mà có FPS cỡ như vậy chưa? Ping nó vàng quá các bạn ơi. Ping nó vàng quá. Nên là giờ điều khiển nhân vật không được luôn này. Kiểu nó bị có độ delay á. Ô, thua rồi. Nhiều khi bấm ulti là mấy giây sau nó mới ấy, tốc độ game giảm. Tại vì mình để setting nó cũng cao quá. Tầm khoảng 11 phút ha. Tới đến con 11 phút coi như là thua rồi. Giờ thua rồi mà giờ nó mới hiện này. Ok, chốt lại thì thực sự là với cấu hình như thế này thì chúng ta cũng không thể nào kỳ vọng được nhiều. Và đối với tựa game liên quân mobile thì nó chỉ chơi được ở mức gọi là chống cháy thôi các bạn nhé. Tức là các bạn sẽ phải giảm setting xuống và chiến ở mức 30 fps thôi, và chúng ta chống cháy thôi, không thể nào mà nó chơi tốt được. Rồi, thì mình sẽ review tiếp về những cái khía cạnh khác của chiếc máy này. Mặc dù là đúng là liên quân mobile thì nó không thể đáp ứng được, nhưng mà nhìn ở một cái hướng tích cực khác, đó chính là một cái chiếc máy phủ á, cơ bản thì con này đáp ứng ok. Bởi vì thứ nhất, nó xử lý cũng khá là trơn tru và mượt mà, các bạn nhìn nha. Tác vụ bình thường như kiểu là xem YouTube, rồi là lướt web, rồi là chơi những cái tựa game nhẹ như kiểu là Pizza này, Temple 2 này, Subway Surfer này, nó vẫn chơi được ok. Còn với Liên Quân thì đó, mình đã test cho các bạn thấy rõ ràng rồi đó, có lúc nó tụt xuống tầm 11-12 fps. Và con này thì tất nhiên là mình cũng test lắp sim vào để mà nghe gọi song sánh các kiểu thì nó cũng bình thường ha. Loa trong loa ngoài ok nha. Đó. Rồi. Và về cái mảng 4G á, thì tương tự như những cái dòng máy đến từ thị trường Nhật khác, các bạn phải là setting thủ công cái phần APN thì chúng ta mới có thể là truy cập được mạng. Đây, APN, New APN. Thì ví dụ như là mình đang xài sim Viettel thì mình ghi chữ là Viettel này. Đó, ok này. APN thì chúng ta để V này. Internet. Cái này thì các bạn search trên mạng là ra, hoặc gọi cho Viettel ha, họ sẽ hướng dẫn các bạn cái này. Rồi, lưu lại là xong. Các bạn có thể là dùng để mà chúng ta truy cập rồi. Ví dụ giờ mình tắt wifi đi thì nó sẽ hiện 4G lên đó, và các bạn vẫn có thể là xài được bằng 4G. Thấy chưa, các bạn thấy chưa, nó vẫn có mạng, lướt xem YouTube hoàn toàn bình thường đấy. Đó, easy. Có cuộc gọi đến. Đó, các bạn thấy đúng không? Nhận được cuộc gọi hoàn toàn bình thường nhé. Thông tin thêm về cái con máy này thì nó sẽ là SAT-3COM2, tên mã SHV-36 nha. Ra mắt vào năm 2016 này. Chúng ta có một vài những cái thông số như kiểu là màn 5 inch HD này, vi xử lý 8 nhân, Snap 617, lúc nãy là mình nói nhầm 4 nhân ha, 2 GB, và pin 2810 mAh, chạy Android 6. Hình thiết kế này đúng ít trang luôn rồi. Và chúng ta có cái sự khác biệt là có một cái phím ở chính giữa, nó sẽ là zoom mọi thứ to lên. Mình cũng không biết làm cái này mục đích để làm cái gì, giống như kiểu để cho người lớn lớn tuổi họ dùng hay sao á đó. Nhưng mà zoom này thì mình thấy cũng không có tác dụng gì cả. À, có một cái tác dụng là nếu như các bạn mà xài những cái app dạng như kiểu là set edit á, thì đúng ok, những cái đoạn code nó to như này thì các bạn cũng có thể là zoom được, nó dễ nhìn hơn. Cũng như chúng ta sẽ có cái hệ thống camera, là các bạn chỉ cần trượt một cái là nó sẽ là để lộ ra cái chụp được ảnh. Cái tiếp theo, chúng ta sẽ có ba cái phím bên ngoài là phím home này, phím để chúng ta gửi mail nhanh này, và chúng ta có phím gọi điện này. Và bên trong nó lại có thêm ba cái phím ảo, nó rất là to nha, bao gồm phím đa nhiệm này, chúng ta có thêm cái phím back này, và cái phím phóng to như mình đã nói thì mình cũng thấy là một pha xử lý rất là cồng kềnh. Tại sao những cái phím ảo không đưa ra đây hết đi, hoặc là đưa phía trên này mà lại là theo kiểu như thế này, thì nó chiếm dụng mất cái phần diện tích hiển thị. Nói chung là những cái hãng điện thoại Nhật thì rất là rỉ ở cái chỗ đó, nên là cũng không có gì lạ. Đó, các bạn thấy chưa, mình vừa mới thực hiện một cái cuộc gọi nữa, và khi có cuộc gọi đến các bạn sẽ bấm vào cái phím này này, phím gọi.
để mà chúng ta nhận tạm thoại nha. Và phần mềm con này thì đúng như trong cái bài báo mình vừa mới nói lúc nãy thì nó đang chạy Android 6 Marshmallow. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không có cái tiếng Việt đâu các bạn, và chúng ta phải dùng cái phần mềm để mà có một phần tiếng Việt. Đó chính là cái GitLancher này, GitLancher và cái phần mềm ngôn ngữ để mà chúng ta có tiếng Việt, và cũng đã chỉnh set edit trong cái phần này sang cái khu vực đó chính là Việt Nam, VI Việt Nam rồi. Đó, mình thấy là họ đã có rút máy và có chuyển qua khu vực là VI để mà chúng ta vào một số những cái tựa game mà nó có tiếng Việt ạ, hoặc là vào Facebook nó có tiếng Việt theo kiểu vậy. Và con này khi các bạn reset lại là hầu như nó mất hết nha, các bạn phải cài lại từ đầu. Thì đây cũng là cái điểm bất cập, các bạn phải chấp nhận cái nhược điểm này, sẽ có nhiều upgrade của bên nhà mạng Nhật và chúng ta phải không có tiếng Việt full 100%, và khi reset lại phải tốn công cài lại. Xác định các bạn mua con này về là cứ để như vậy mà dùng thôi nha, hạn chế reset hoặc là làm những cái thứ khác. Rồi mình sẽ tiếp tục sâu thêm cái thông số chi tiết của cái con máy này, thì chúng ta có là 2GB RAM LPDDR3 này, chúng ta có là 16GB bộ nhớ trong đến từ Toshiba, chipset là Snap 617, đúng là có 8 nhân thật lúc nãy mình nói nhầm, chip Qualcomm SMS8952 28nm, GPU Adreno 405, và chúng ta có màn hình là đây này, đúng là 16:9 thì để truyền thống 5 inch với độ phân giải HD, tần số năm tươi là 60Hz, máy ảnh cảm biến Omnivision rất quen thuộc. Camera 13 chấm, con này chụp cũng ổn nhưng không phải là nó quá 10 cam đâu. Rồi là pin này vẫn còn 52%, ổn ha. Đó, cảm biến có đầy đủ. À, con này thông tin thêm là nó có kiểu như kháng nước IP55, 58 gì đó, nhưng mà có thể con này nó cũ quá nên là nó mình vào check áp suất thì nó không còn áp suất nữa. Đó là nó mất khả năng kháng nước rồi. Máy mới thì máy RAM mới có thôi. Rồi cho các bạn xem cái giao diện camera này. Mình thấy con này chụp là được nha, không đến nỗi là nó quá là 10 cam hoặc là rồi. Ta có camera selfie phía trước để gọi video call hoặc zoom đây này thế kia thì cũng được, cũng không đến nỗi mờ các bạn ạ. Pin thì nó có dung lượng 2008 và mình test từ qua đến nay thì khá là may mắn, con này pin nó không quá hẻo nha. Trước đây thì mình có test một vài con Sharp và Kyocera, trong tầm này thì pin nó tụt như tụt quần, hay là Sky gì đó, con này thì pin nó các bạn ví dụ như nghe gọi sai bình thường thì cũng gần được một ngày thì mình nghĩ cũng ok. Rồi tổng kết lại thì trên đây là video mình review về con Sharp 3CO2 SHV36. Cá nhân mình nghĩ là trong phân khúc tầm dưới 600 ngàn các bạn vẫn có thể là cân nhắc để mua con này được, bởi vì nó có thiết kế khá là hay ho, thú vị, camera chụp được chứ không phải là chụp cho có, và xài thì nó cũng không quá lắc giật, cũng như là vẫn giải trí được cơ bản với những cái app và game như thế này, nghe gọi để sóng sánh các kiểu ok, thời lượng pin ổn. Nhưng mà cái điểm trừ của cái dòng này nói riêng và tất cả những cái dòng máy nói chung trong cái tầm như này á, mình làm tức là những cái dòng máy nội địa Nhật á, các bạn phải chấp nhận là phần mềm nó rác và chúng ta phải có những cái bất cập như kiểu là không có tiếng Việt 100%, rồi là phải cài thủ công, rồi là một vài những cái linh tinh khác, và bởi vì phần mềm nó cũng cũ rồi. Đó thì các bạn sẽ có những ý kiến nhận xét hay đánh giá gì, hãy để lại bình luận phía dưới phần comment của video, và nếu như thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký mua hàng online để ủng hộ mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.